Chúa cùng anh chị em. Và cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con sẽ mất công đức nơi Cha các con là đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí thì đừng thổi loa trước như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá để người ta ca tụng họ. Quả thật ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi bố thí thì đừng thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con đấng thấu suốt nơi bí ẩn sẽ trả công cho các con. Rồi khi các con cầu nguyện thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình, họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngã đường để thiên hạ trông thấy. Quả thật ta bảo các con rằng họ đã được thưởng công rồi. Còn khi các con cầu nguyện thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Khi các con ăn chay thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não, họ làm cho mặt mũi ủ rột để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay hãy sức dầu thơm trên đầu và rửa mặt để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội bước vào mùa chay. Mùa chay có mang nhiều tên gọi lắm quý ông bà chị em: mùa của canh tân đổi mới, mùa của ăn chay sám hối, mùa của trở về, mùa của sự thay đổi, mùa của sự chiến đấu thiêng liêng. Có rất là nhiều cái tên gọi của mùa chay, nhưng mà một tên mà tôi thích nhất đó là mùa của sự trở về. Trở về đâu quý ông bà chị em? Chúng ta trở về với Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta, là đấng đang chờ đợi chúng ta để chúng ta đến với Ngài. Và Thánh Phaolô hôm nay trong bài đọc 2 nói rằng: tôi năn nỉ anh em hãy trở về với Thiên Chúa, hãy làm hòa với Thiên Chúa. Và giáo hội đưa ra cho chúng ta ba cái phương thế để giúp chúng ta trở về. Trước tiên là cầu nguyện. Cầu nguyện ở đây không phải là chỉ đọc vài kinh cho nó xong, nhưng mà dành những giây phút thinh lặng, thinh lặng để hồi tâm, để nhìn lại cuộc sống của chúng ta, nhìn lại cái sự liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa bây giờ ra sao. Liên hệ của tôi với gia đình của tôi, anh em của tôi, với cộng đoàn những người làm việc xung quanh của tôi, ở nơi công sở của tôi, ở nơi cửa tiệm của tôi, cái liên hệ của tôi với họ như thế nào. Và cuối cùng, cái liên hệ của tôi với Thiên Chúa bây giờ đang xa vắng, tôi đang đi đúng đường hay không, hay tôi đang đi lạc đường rồi. Thế nên chúng ta dành những giây phút thinh lặng để làm những giây phút hồi tâm, nhìn lại cuộc đời của mình, rewind lại video cuộc đời của mình, để nhìn lại coi chúng ta có đang đi đúng con đường lối của Thiên Chúa hay không. Chay tịnh ở đây không phải là kiêng cục mỡ, cục thịt, một lon cốc, cái đó quá tầm thường. Cái chay tịnh ở đây mà Tim G. Joel nói trong bài đọc 1, ngày xưa người Do Thái mỗi lần họ
họ muốn ăn năn sám hối, họ ngồi trên đống tro, họ xé áo họ ra. Thì tiên tri Gioan nói là đừng xé áo, hãy xé tâm hồn của mình, hãy xé lòng của mình. Cái đó là cái quan trọng. Cái chay tịnh ở bên trong nó quan trọng hơn là chay tịnh ở bên ngoài. Cục thịt, cục mỡ chả là cái gì cả. Nhưng mà cái quan trọng là cái chay tịnh ở bên trong. Chay tịnh bằng cái lời nói của chúng ta. Kềm hãm một lời nói, một sự nóng giận. Kềm hãm một lời nói xấu, nói hành người khác. Kềm hãm để chúng ta, đôi mắt của chúng ta, để chúng ta chỉ nhìn những gì tốt đẹp. Kềm hãm với đôi tai của chúng ta, để chúng ta đừng có tò mò nghe những chuyện của người khác. Kềm hãm cái đôi chân của chúng ta, để chúng ta đừng đi đến những cái nơi làm diệp tội cho chúng ta. Kềm hãm đôi tay của chúng ta, để chúng ta đừng có làm việc gì hại người khác. Cái chay tịnh của trong tâm hồn của chúng ta, đó là cái điều mà Chúa muốn quý ông bà chị em. Và cuối cùng là làm việc bác ái, từ thiện. Ở đây tôi có làm cái thùng tiền ở đây, và tiền công đức mùa chay, để cho ông bà chị em chúng ta có cơ hội để bỏ tiền vào trong đó, để chúng ta giúp những người nghèo. Làm việc lành phúc đức ở trong mùa chay, không phải chỉ có trong 40 ngày mùa chay, mà trong tất cả, trong đời sống của chúng ta. Nghĩ đến người khác, quý bà chị em, nghĩ đến những người nghèo khổ hơn chúng ta, để chúng ta chia cơm xẻ áo cho họ. Chúng ta có thể làm những gì đó cho anh chị em của chúng ta. Đó là cái điều mà mùa chay mời gọi chúng ta bớt ích kỷ đi. Hãy biết rộng lượng, biết cho đi. Vì những gì chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi chúng ta, các con hãy nhận nhưng không, hãy cho đi nhưng không. Và chút nữa đây ông bà chị em sẽ nhận cho. Cho bụi mà chúng ta sắp sửa đón nhận đây. Và chúng ta sẽ nghe vị linh mục nói, con là bụi cho sẽ trở về với cho bụi. Ôi thân phận của con người, chóng qua như cỏ. Chúng ta thấy trận đại dịch của Corona, bao nhiêu người cầm một đống tiền trong tay, và khi biết rằng cái chết đến gần kề, họ mới nhận ra rằng cuộc sống chỉ là phù vân, tất cả là hư ảo. Tiền bạc tôi cầm trong tay cả đống để làm gì, trong khi cái chết đã đến gần kề với tôi. Và ông ta đứng ở trên cửa sổ, quăng tiền xuống, cả bạc triệu quăng xuống, xuống tiền nó rơi mà không ai dám lượm, vì lượm sợ lây phải cái virus. Chúng ta thấy bao nhiêu người nhận ra được cái cuộc sống rất là mong manh khi cái chết đến với họ. Tất cả lại là bụi cho. Người tỷ phú như người anh mày khi chết cũng trở về như nhau, cũng nằm ở dưới lòng đất, bỏ lại tất cả, ra về với hai bàn tay trắng. Chúng ta không mang theo được gì, quý bà chị em. Cuộc sống ở trần gian này, nhiều khi chúng ta nghĩ là nó dài, nhưng mà thực sự rất là ngắn. Chúng ta không biết chúng ta ra đi lúc nào. Như người nói, thôi từ từ tôi trở về với Chúa còn lâu. Mà chúng ta không biết được, quý bà chị em, ngày mai sẽ ra sao. Cho nên mùa chay mời gọi chúng ta nhận ra được thân phận cho bụi của mình, để mà biết rằng Chúa tạo dựng tôi từ bụi cho, và tôi sẽ trở về với cho bụi. Hãy sống yêu thương hơn, hãy sống tha thứ hơn, hãy sống cho đi nhiều hơn. Và lát nữa đây chúng ta nghe vị linh mục nói, hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng, và con là bụi cho sẽ trở về với cho bụi. Chúng ta sẵn sàng để bước vào mùa chay thánh, và xin Chúa cho mỗi người chúng ta lợi dụng mùa chay thánh này để làm một cuộc trở về với Thiên Chúa là đấng đang yêu thương và chờ đợi chúng ta. Amen.